Bạn tình ơi, tiến bước lên giữa mùa xuân ngời, mùa hồng tươi, tình lên khơi, dâng thiết tha muôn làn hương mới. Cùng vang tiếng chúc cùng vua trời, nguồn phúc ân thắm tỏa cõi đời. Lời hoan ca là ngàn hoa dâng Chúa cao vời. Nào ta đến hát mừng duyên người, hòa khúc ca ân tình tuyệt vời. Lời chung vui vang khắp nơi cho đẹp tình đôi. Thôi xin đức bà Maria trong đời.
Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
chiều theo sở thích của mình. Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích của kẻ khác vì lợi ích của họ và để xây dựng. Thật vậy, Đức Kitô đã không chiều theo sở thích của mình. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau như Đức Kitô Giêsu đòi hỏi. Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vậy anh em hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em để làm rạng danh Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng ban cho anh em được trang chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần anh em được tràn trề hy vọng. Sau lễ cưới, rồi họ quên đem tiền đi.
rồi sau có mấy ngày họ trở lại, rồi họ hỏi cho sứ, thưa cha, hôm làm lễ cưới cho tụi con như thế lệ phí bao nhiêu? Ông cha ông nhìn rồi ông nói thì nếu con thấy hạnh phúc nhiều thì cho thêm, mà hạnh phúc mà ít thì bớt lại. Rồi anh chàng anh suy nghĩ tí, thay vì là thường 150 thì anh đưa cho cha 300 euro, nghĩa là vợ mình quá đẹp tăng thêm đấy. Rồi ông cha ông nhìn cái cô đó tí rồi ông trả lại 100. Có nghĩa là vừa rất đẹp, vừa đối với ông cha này, chính người chồng cho người vợ mình là đẹp nhất, cho dù người khác nghĩ mình cho vợ mình xấu hay xấu và vừa thì người chồng cho vợ mình vẫn là đẹp nhất. Như thế mỗi người có một góc nhìn khác nhau, nhưng có lẽ khi một ai đó đã quyết định kết hôn thì chắc chắn rằng người bạn đời của mình là đẹp nhất. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đẹp hay không ở nơi chính tâm hồn mình cảm nhận. Có lẽ khi yêu nhau cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng màu hồng lắm. Khi yêu nhau anh chị muốn luôn luôn muốn làm cho nhau được hài lòng, muốn đem niềm vui tới cho nhau, rồi chiều nhau hết mình. Thậm chí 2 giờ sáng em điện thoại, anh ơi em đói bụng em muốn ăn cháo, chàng cũng bật dậy đi mua cháo mua phở về cho người mình yêu. Tuyệt vời, như thế biểu lộ cái tình yêu mà người con trai này dành cho người bạn gái của mình. Đúng là khi yêu cái gì nó cũng đẹp. Có lẽ trong cuộc đời ai ai cũng muốn tìm cho mình một người vợ hiền, một người vợ đảm đang nên đang, như trong sách Huấn Ca nói với chúng ta. Và một người con gái cũng muốn tìm cho mình một người chồng là một nương tựa, là người mà mình muốn được nương tựa cả đời. Người đó bao bọc chở che, bảo vệ cho chính mình, cho gia đình của mình suốt cả cuộc đời. Và trong thánh Huấn Ca chúng ta vừa được nghe, người vợ hiền, lấy được người vợ hiền là tăng tuổi thọ, thậm chí là tăng gấp đôi, thấy không? Đấy, cho nên là các bà muốn các ông thọ thì bớt cằn nhằn, bớt chửi đi. Đấy, chửi nhiều quá các ông lên tận sông rồi đôi khi tai biến. Đấy, cũng nên nguy hiểm lắm. Đấy, rồi người vợ nên na thì chồng được nợ mặt nợ mày, chứ không phải lờ mặt lờ mày đâu nhá, nợ mặt nợ mày đấy. Đấy, rồi người vợ đảm đáng thì nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ. Đấy, chính sách Thánh nói với chúng ta như thế. Cho nên là kính thưa quý bà, chúng ta cố gắng sống noi gương một vài lời ở trong sách Huấn Ca, trong sách Thánh, để chúng ta sống làm sao đó để cho người chồng của mình cảm nhận được cái niềm vui hạnh phúc như thế. Có lẽ ai ai cũng muốn có một người vợ hiền như trong sách Huấn Ca vừa diễn tả cho chúng ta. Và tôi sưu tập được một cái bài thơ theo kiểu Nhật Lắp, tiêu chuẩn tiền vợ hiền như thế này, xin đọc nhé. Một người vợ ngoan hiền là người vợ không tranh chua, ít cảm rằng, nhưng chăm làm lại chịu khó, không cau có, mặt dễ thương, luôn yêu thương, không nổi nóng, không nói bóng nhưng thật thà, thích ở nhà lo nội trợ, không vay nợ sống đơn sơ, không xe xua, không đọc dáng, lo động đảm đang, thích chiều chồng, một tấm lòng luôn trung thủy, vẻ nhu mì không phấn son, lo cho con không quên chồng, đến đây thì có một chồng bên dưới gần lên, không có đâu đừng có tìm. Cho nên là đôi lúc trên mạng cũng có nhiều cô là viết status trên mạng là không biết bây giờ tìm người chồng không rượu chè này, rồi là không thuốc lá này, cờ bạc, gái gú ma túy, thương vợ con hết lòng. Thì có mấy người comment dưới ra nghiệp trang thêm. Đấy, có
mấy người comment như thế, và có mấy người lên chúng ta thêm rồi cũng có nữa. À, như thế là cho nên chúng ta thấy không, khó như thế, nhưng mà có lẽ vẫn còn trong chúng ta đâu đó. Nếu chúng ta cố gắng noi gương lời Chúa, sống theo lời Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ được như thế. À, kính thưa quý ông bà anh chị em. Rồi qua bài tin mừng chúng ta vừa được nghe, ở một cái tiệc cưới Cana có Chúa Giêsu, mẹ Maria và các môn đệ tham dự cái tiệc cưới này. Cana nghĩa là gì? Không biết có em học trò nào biết cái chữ Cana nghĩa là gì? Cana trong tiếng Do Thái nghĩa là mái ấm, tổ ấm, hay gọi cách khác là gia đình. Chúng ta thường đặt câu hỏi tại sao Chúa Giêsu lại bắt đầu sứ mạng của Ngài tại tiệc cưới Cana, chứ không phải tại đền thờ với những bài thuyết trình, với những bài giáo huấn oai phong lẫm liệt, mà Chúa bắt đầu sứ mạng của Ngài tại tiệc cưới Cana, tại cái mái ấm. Bởi vì Ngài muốn cho chúng ta thấy cái tầm quan trọng của gia đình như thế nào. Chúng ta thấy ngày hôm nay, nếu mà gia đình đổ vỡ, hôn nhân đổ vỡ, nếu cái xã hội này mỗi gia đình đổ vỡ, thì thử hỏi nó đi về đâu? Khi một gia đình đổ vỡ thì hậu quả như thế nào? Quý ông bà anh chị em biết rõ và có thể tưởng tượng ra cái hậu quả của nó. Chính vì vậy, Chúa muốn dạy cho chúng ta và muốn cho chúng ta biết được rằng tầm quan trọng của gia đình trong cái đời sống đức tin của người Kitô hữu chúng ta. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ gia đình. Gia đình là cái nôi, là cái trường học đầu tiên của tất cả mọi người chúng ta, và là cái mái ấm yêu thương, cái mái ấm để che chở, bao dung, thứ tha và yêu thương, nơi gia đình hội tụ tất cả. Nếu chúng ta không biết gìn giữ gia đình của chúng ta thì mọi thứ đều vỡ vỡ. Chính Thiên Chúa, Ngài từ trời cao đến trong nhân loại, được sinh ra trong một gia đình nhân loại, trong một mái ấm có cha có mẹ. Từ đó chúng ta cảm nghiệm được cái sự thánh thiêng trong gia đình của chúng ta. Một gia đình luôn luôn có Chúa hiền hiền. Nếu mỗi người chúng ta biết, đặc biệt là người chồng người vợ, biết mời gọi Chúa đến hiện diện trong gia đình của mình, thì chắc chắn rằng gia đình luôn luôn trở thành một tổ ấm yêu thương. Và chúng ta thấy trong tiệc cưới Cana có một chi tiết rất là hay, đó là rượu. Rượu là biểu trưng của niềm vui. Thường thường đám cưới hay tiệc tùng chúng ta phải có rượu, có bia. Có rượu có bia là có niềm vui, có nụ cười, có tiếng nói. Đôi khi hết rượu hết bia cảm thấy nó tắt vô lưu dần dần, đúng không? À, cho nên rượu bia về bản chất nó không có xấu, nhưng xấu là hề tài ở mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta làm dùng nó thì nó sẽ xấu. Còn nếu chúng ta biết chừng mực thì chính rượu, chính bia cũng góp phần vào cái niềm vui nho nhỏ trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và chính tiệc cưới cải Cana đã hết rượu, mẹ Maria đã nhìn thấy rõ cái điều đó, để rồi mẹ can thiệp, mẹ nói với Chúa Giêsu, họ hết rượu rồi. Mẹ muốn tiệc cưới gia chủ, cô dâu chú rể phải vui, niềm vui phải được tiếp tục, không bị giảm đoạn. Mẹ đã nhìn thấy được cái thực tế đó, cái nhu cầu của gia nhân, nhu cầu của cô dâu chú rể.
để mẹ can thiệp, để rồi chính con của mẹ là Đức Giêsu Kitô làm một phép lạ để tiệc cưới luôn luôn được diễn ra trong niềm vui, niềm hân hoan của mọi người. Vậy đâu là bài học cho chúng ta qua tiệc cưới Cana? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi mới yêu nhau thì rượu nó còn nồng lắm, nó ngon lắm, nó đủ mùi vị, uống vào cảm thấy nó ngon. Nhưng rồi một lúc nào đó vợ chồng không còn yêu nhau nữa, đời sống vợ chồng lục đục, có nhiều khó khăn thử thách đến với chính vợ chồng, đến với gia đình. Khi đó cảm thấy tình nghĩa vợ chồng nhạt đi, cảm thấy gia đình không còn là một tổ ấm nữa, mà dần dần nó giống như một cái tủ lạnh. Gia đình không còn cảm nhận được cái hơi ấm. Khi đó rượu đã nhạt rồi, hay nói cách khác đã hết rượu rồi. Rượu ở đây muốn nói với chúng ta một cái hình ảnh, đó là rượu tình nghĩa vợ chồng, rượu của yêu thương, của sẻ chia, của cảm thông, của thứ tha và của bao dung. Mỗi người chúng ta thử nghiệm lại xem, gia đình của tôi, hiện tại vợ chồng tôi, cái men rượu đó hiện tại như thế nào? Nếu chúng ta cảm thấy rượu của mình đã nhạt đi, đã cạn đi, nếu khi nào tâm và huyệt cảm thấy đời sống vợ chồng của mình như là hết rượu rồi, hay còn nhưng mà nó nhạt không còn uống được, thì hãy nói với mẹ Maria: lạy mẹ, vợ chồng con đã hết rượu rồi. Hay nói cách khác, mẹ ơi, rượu tình nghĩa vợ chồng của chúng con đã nhạt. Khi chúng ta nói với mẹ được câu đó, chắc chắn rằng mẹ sẽ nói với Chúa Giêsu, giống như mẹ đã nói ở tiệc cưới Cana: họ hết rượu rồi. Và khi đó Chúa sẽ can thiệp vào chính đời sống của chúng ta, đời sống của hai con. Khi chúng ta biết nói được câu đó, thì chắc chắn rằng khơi lên trong lòng chúng ta một ngọn lửa của tình yêu, một ngọn lửa của sự thứ tha, cảm thông, sẻ chia và bao dung cho nhau. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngoài cái hình ảnh rượu đó trong gia đình, thì mỗi gia đình chúng ta còn có một cái khác nữa rất quan trọng, đó là ánh sáng, đó là ngọn nến của Đức Kitô phục sinh. Chính Thiên Chúa là ánh sáng cho mỗi gia đình chúng ta. Nếu không có ánh sáng, chúng ta không có thấy được cái này cái kia. Nếu chúng ta không có được ánh sáng trong gia đình xuất phát từ Thiên Chúa, thì người chồng không nhìn thấy được người vợ, người vợ cũng không nhìn thấy được người chồng. Và chính cha mẹ, con cái cũng không nhìn thấy được nhau. Nhưng khi chúng ta biết đón nhận ánh sáng của Đức Kitô vào trong chính gia đình, thì chính ánh sáng đó soi sáng cho con tim của mỗi người trong gia đình nhìn thấy nhau, nhìn thấy nhu cầu, nhìn thấy được những cái điều mà người khác đang cần để trao ban. Khi trong gia đình gặp những khó khăn hay là giống như là hết rượu, cũng hãy nói với Chúa: lạy Chúa, lạy mẹ, gia đình của chúng con ngọn nến đang tắt dần, xin cho chúng con mỗi ngày biết thắp lên ngọn sáng đó, để chúng con cảm nghiệm được, chúng con thấy được Chúa hiện diện trong gia đình của chúng con, để chúng con nhìn thấy được Chúa ở nơi chính mỗi người trong gia đình. Có như thế, gia đình mới hạnh phúc, mới bình an và an vui. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay cộng đoàn của chúng ta
cùng hiệp ý cầu nguyện cho anh Phêrô Tâm và chị Maria Huyền được kết hôn với nhau trước mặt cộng đoàn. Chính Thiên Chúa Ngài sẽ đóng một ấn tín vào trong cái giao ước hôn nhân mà hai anh chị sắp kết hôn với nhau. Chính hai người kết hôn với nhau mà Thiên Chúa Ngài đóng cái ấn tín đó vào trong cái giao ước của hai người, để từ nay không có một ai có thể chia lìa, tách rời hai người này được. Chúng ta hãy cầu nguyện để Thiên Chúa luôn chúc phúc cho cái tình nghĩa phu phụ giữa hai anh chị. Xin Chúa chúc lành, ban bình an, niềm vui và hạnh phúc cho gia đình nhỏ bé này, để gia đình này luôn luôn được ấm êm hạnh phúc, luôn luôn cảm nghiệm được gia đình là một tổ ấm yêu thương, gia đình là nơi để trao ban, để đón nhận tình yêu. Một lần nữa chúng ta xin Chúa luôn luôn hiện diện ở trong gia đình bé nhỏ này, để Ngài chúc phúc và gìn giữ thánh hóa gia đình này, để gia đình này trở nên một chứng nhân tin mừng của Chúa ở giữa lòng đời. Amen. Anh Tâm, chị Huyền thân mến, anh chị cùng nhau đến bàn thờ này để ý muốn kết hôn của anh chị được củng cố bằng một ấn tín linh thiêng trước bàn thờ tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn. Đức Kitô đã dang rộng bàn tay chúc phúc cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh. Giúp anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, tôi hỏi ý kiến của anh chị về ý định của anh chị. Anh Phêrô Tâm và chị Maria Huyền, anh chị đến đây kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa cô. Không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa cô. Không. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa cô. Thưa cô. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa cô. Thưa cô. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ân thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Phêrô Tâm, nhà mẹ Maria Huyền là vợ của anh, và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi tình thương của những lúc gian nan, khi mạnh khỏe của những đau nhau, để yêu thương và tôn trọng em hồi nay suốt đời anh. Em Maria Huyền nhận anh Phêrô Tâm làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi tình thương của những lúc gian nan, khi mạnh khỏe của những lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh hồi nay suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chứng nghi sự ân thuận mà anh chị vừa bày tỏ trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tôn độ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, đời người không được phân ly. Nào ta chung tùng Chúa. Xin Thiên Chúa ban phúc lành và cho những chiếc nhẫn này mà anh chị sắp trao cho nhau để làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Huyền, em hãy nhận chiếc nhẫn này là dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh. Anh Phêrô Tâm, anh hãy nhận chứng nhận này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em. Nhận danh cha và con và thánh thần.
trở thành vợ thành chồng theo luật của Hội Thánh. Cộng đồng chúng ta cho anh chị một tràng pháo tay. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã muốn người nam và người nữ sống thành gia đình để công tác với Ngài trong công tình sáng tạo và cứu độ. Cùng tạ ơn Thiên Chúa với anh Phêrô Tâm và chị Maria Huyền trong ngày thành hôn. Chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Gia đình Kitô giáo là niềm hy vọng cho thế giới. Xin Chúa cho cả gia đình Kitô giáo tích cực sống tinh thần tin mừng, để gia đình trở thành dấu chỉ của tình yêu thương và sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Con cái là mùa xuân của gia đình và hội thánh. Xin Chúa cho các bậc cha mẹ biết tích cực giáo dục con cháu trong đức tin và đức mến, để chúng trở nên những người con ngoan cho gia đình, xã hội và giáo hội. Thank you.
em hãy cầu nguyện để ý lời của tôi cũng là anh chị em được Thiên Chúa là Cha quản năng chấp nhận. Xin Chúa nhận ý lời tôi lên Cha để ba cùng con vinh danh Chúa và ngũ linh cho chúng ta cùng toàn thế hội thánh người. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lời chúng con dâng để cầu cho anh Phêrô Tâm và chị Maria Huyền vừa thành hôn theo luật hội thánh. Mối duyên này Chúa đã xét định, xin cùng an bài cho họ được trăm năm hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Để nhờ cuộc hôn nhân thanh thiện, con cái Cha ngày thêm đông đào. Thật vậy, nhờ Cha dự liệu và ban ơn, Cha làm nên hai điều kỳ diệu là cho đôi bạn sinh con cái để trần gian được tăng vẻ huy hoàng, và cho con cái họ được tái sinh để giáo hội càng thêm phát triển nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha và tung hô rằng: Trinh nữ Maria, mẹ Thiên Chúa, Thánh Chúa, xe bàn trăm năm đức trinh.
vinh nữ các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống thật lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta dâng nguyện rằng: và bằng bí tích mình và máu Đức Kitô, xin người cũng cho họ biết trọn đời yêu thương nhau. Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, Cha đã tạo dựng muôn loài từ hư vô và an bài mọi sự trong trời đất ngay từ thuở ban đầu. Khi dựng nên con người giống hình ảnh Cha, Cha đã đặt người nữ làm trợ tá bất khả phân ly của người nam. Vì vậy họ không còn là ai nhưng chỉ là một xương một thịt. Như thế Cha dạy chúng con rằng sự gì Cha đã phối hợp nên một loài người không bao giờ được phép phân ly. Lạy Cha, Cha dùng bí tích cao trọng thanh hoa tình nghĩa vợ chồng để hôn nhân tượng trưng cho sự kết hợp nhiệm màu giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Cha, Cha đã phối hợp người nữ với người nam và từ nguyên thủy đã chúc phúc cho xã hội họ gây dựng nên được sinh sôi nảy nở. Lời chúc phúc này dù nguyên tôi hay đại hồng quy cũng không xóa bỏ được. Xin nghe bắt nhân từ nhìn đến chị Maria vừa thành hôn với anh Phêrô và đang cầu mong được Cha ban phúc lành. Xin cho chị được đầy lòng yêu thương, biết ăn nợ quân hòa, luôn noi gương các thánh nữ đã được tăng dương trong sách thánh. Xin cho anh Phêrô biết trọn đời tin tưởng chị Maria, nhìn nhận chị là người bạn bình đẳng và cũng vừa được thừa hưởng sự sống là hồng ân Chúa ban. Xin cho anh biết luôn luôn kính trọng và yêu thương chị như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây, Lạy Cha, xin cho đôi tân hôn này được kiên trì giữ vững đức tin và thiên ta minh luật Cha, được trọn tình chung thủy với nhau để nêu gương một đời sống thánh thiện. Xin ban cho họ được sức mạnh của tin mừng để họ trở nên những nhân chứng đích thực của Chúa Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ đông con nhiều cháu được trở nên cha mẹ một mực khôn ngoan, và khi đã trải qua tuổi thọ an nhàn, họ được về thiên quốc cùng các thánh hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Lạy Chúa, Chúa đã an bài cho hai anh chị là Phêrô Tâm và Maria huyền kết duyên với nhau và đã dùng bí tích hôn nhân mà thanh hoa môi tình của họ. Chúa lại còn cho họ đồng bàn cùng ăn một bánh, uống chung một chén. Giờ đây vì lễ tế này, xin Chúa ban dồi dào ân sủng để họ sống hòa thuận trong cùng một tình bác ái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu, xin giữ anh chị luôn hòa thuận thương yêu nhau. Xin Đức Kitô ban cho anh chị được bình an và cho gia đình bằng yên vui đồng âm. Chúc anh chị được hồng phúc, có con nối dõi tông đường, được bạn hữu mến thương giúp đỡ và sống hòa hợp với mọi người. Amen. Chúc anh chị trở thành nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian, luôn trong lòng đón tiếp người khổ đau nghèo đói để ngày sau tiếng họ sẽ đền ơn và mời đón anh chị vào nhà Cha trên trời. Là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thân lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Amen. Con xin kính mời Cha An Tọa, mời cộng đồng An Tọa. Giờ đây, đôi tân hôn có đôi lời tri ân đến Cha và cộng đồng. Trong tiếng chó quan sự, kính thưa quý thầy, quý hội đồng phục vụ, cha mẹ và cộng đoàn. Hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ, ngày ghi dấu ấn quan trọng trong cuộc đời của chúng con, ngày mà tình yêu của chúng con được Thiên Chúa chúc phúc, được liên kết mật thiết với người qua bàn tiệc thánh thể, để giờ đây chúng con được vào một đời sống mới, hôn nhân và gia đình. Trong giờ phút dạt dào hạnh phúc và cảm mến, cho phép chúng con được bày tỏ lòng tri ân cảm tạ. Trước hết, chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng con cách lạ lùng và nay lại còn lạ lùng hơn nữa khi liên kết chúng con qua bí tích hôn phối. Chính bí tích tình yêu này đã gần kết chúng con nên một xương một thịt để tạo dựng nên con người mới hầu làm vinh quang được Chúa. Chúng con xin tri ân Cha quản sự, suốt thời gian qua dù công việc phù bận rộn nhưng Cha đã lo lắng giúp đỡ để chúng con có người dạy dỗ hướng dẫn trong hành trình đức tin, cũng như giúp chúng con thêm những hành trang mới cho đời sống gia đình. Đặc biệt hôm nay Cha đã chủ sự thành lễ kết được 100 năm của đôi tân hôn chúng con. Chúng con không biết lấy gì đền đáp, nguyện xin Thiên Chúa ban ơn lành cho Cha phần hồn cũng như phần xác. Chúng con cũng xin Cha tiếp tục cầu nguyện cho các gia đình trẻ chúng con, biết chú toàn một phần làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ mẫu mực để nuôi dạy con cái nên người, giúp ích cho giáo hội và xã hội. Chúng con cảm ơn Thầy Phó Tế An Tôn đã có công dạy dỗ hướng dẫn chúng con, để chúng con biết Chúa hơn và những điều kiện cần thiết để được vào đời sống hôn nhân và gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa trả công bồi hồi cho Thầy, xin Thiên Chúa luôn đồng hành với Thầy trên con đường dâng hiến và phục vụ. Chúng con xin khắc kỹ công ơn trời biển của cha mẹ, ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục bao ngày, chúng con xin mãi không quên. Nhất là hôm nay, cha mẹ và gia quyến đã tạo điều kiện để chúng con chuẩn bị đón nhận hồng ân của bí tích hôn phối, cũng như gọi hành trang cần thiết để bước vào đời sống gia đình. Nguyện xin Chúa ban cho cha mẹ sức khỏe và bình an. Chúng con cũng xin cảm ơn quý hội đồng phụ, ca đoàn và cộng đoàn đã đồng hành, giúp đỡ và hôm nay hiệp dâng thành lễ cầu nguyện cho chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị. Một lần nữa, chúng con xin tri ân cha quản sự, quý thầy, quý hội đồng phụ và cộng đoàn. Giờ đây, chúng con có bó hoa tươi thắm gói trọn tấm lòng biết ơn dâng lên cha, nên thầy xin giao thầy vui nhận. Chúng con đồng tri ân.
toàn thể cộng đoàn chúng ta luôn một tràng pháo tay để chúc mừng anh chị. Hôm nay hai anh chị được trước bàn thờ Chúa để kết hôn, trước sự chứng giám của cộng đoàn, Thiên Chúa đã liên kết cái mối dây này và không bao giờ tháo cởi được. Chính Thiên Chúa đã chúc phúc, đã thánh hóa, đã đóng một ấn tín thánh vào nơi giao ước của anh chị, để từ nay hai anh chị không còn là ai mà là một xương một thịt, một tâm hồn, một con tim, để cùng nhau xây dựng một tổ ấm, một mái ấm yêu thương. Mong rằng đời sống hôn nhân của anh chị, gia đình luôn luôn đầy rượu. Rượu ở đây có nghĩa là rượu của tình yêu vợ chồng, rượu của lòng bác ái, thủy chung, rượu của sự bao dung, thứ tha và cảm thông cho nhau. Và trong gia đình phải luôn luôn đầy ắp ánh sáng. Ánh sáng của hy vọng, ánh sáng của niềm tin, ánh sáng của tình nghĩa vợ chồng. Mong rằng anh chị luôn luôn hạnh phúc và giống như là luôn luôn giống như hai câu thơ: trông xa em như giảm thiên lý, trông gần em như con thiên nga, chứ đừng trông gần em như khỉ leo cây là không có được đó. Đó. Rồi hy vọng mãi mãi nhìn nhau rất đẹp. Tất nhiên kể từ đây hai anh chị bước sang một trang mới trong cuộc đời, có nhiều khó khăn hơn thì khi đó mới cần đến nhau. Và xin Chúa cầu nguyện cầu quan chúng ta luôn luôn cầu nguyện để xin Chúa chúc lành và thánh hóa cho tình yêu của anh chị, và chúc lành cho gia đình bé nhỏ này, để gia đình luôn luôn là một tổ ấm yêu thương đầy ắp nụ cười và cái sự nồng nàn của tình nghĩa vợ chồng. Một lần nữa xin chúc mừng và cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.